Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang đứng giữa không gian rộn rã sắc màu của đêm hội trăng rằm. Văn Phú không lâu nữa sẽ đến lên rước đèn hoa phố. Những ngày từ lúc này tôi đã cảm nhận được không khí tại chung cư Văn Phú Victoria đang nóng từng phút. Xung quanh tôi, các em bé của Văn Phú đang kéo tay bố mẹ về phía dãy đèn lồng đủ màu sắc. Những chiếc mặt nạ sặc sỡ được sắp đặt thật khéo léo, khiến không gian của đêm hội trăng rằm như bừng sáng. Quý vị biết không, đó chính là thành quả do chính tay các thiên thần nhỏ của chúng ta làm ra với sự hỗ trợ của bố mẹ. Và đây là một sáng kiến tuyệt vời của ban tổ chức. Trung thu là cái Tết được các em nhỏ khắp nơi háo hức chờ đón. Vậy thì tại sao lại không nhân dịp này giúp các em bé của Văn Phú hiểu hơn và thêm yêu văn hóa truyền thống? Trên cả mong đợi, ngay từ sáng sớm, các gia đình của Văn Phú Victoria đã háo hức rủ nhau tụ họp dưới sảnh để cùng tham gia các chương trình hướng dẫn làm đồ chơi dân gian do các nghệ nhân đèn lồng, tò he, mặt nạ giấy bồi đứng lớp. Điều thú vị là không chỉ các em nhỏ mà chính các vị phụ huynh cũng say mê học cách nặn tò he từ bột nếp, cách bồi giấy và tô màu lên mặt nạ, cách vót tre để lắp đèn ông sao, rồi biện dây thừng cho cuộc thi nhảy dây, vót truyền cho cuộc thi chơi truyền sẽ diễn ra vào buổi tối. Các cư dân cao tuổi của Văn Phú Victoria ai thạo làm bánh trung thu thì nhiệt tình hướng dẫn các gia đình làm bánh nướng, bánh dẻo. Những mái đầu xanh, trụm bên mái đầu điểm bạc, mùi bánh nướng thơm lừng, hương bánh dẻo thơm mát, tiếng cười nói rộn ràng, ai đi qua có lẽ đều tưởng cả một đại gia đình đang cùng chung vui trong bữa tiệc sum vầy đầm ấm. Thay vì mua đồ trang trí hay bánh kẹo từ các thương hiệu nổi tiếng, tất cả sản phẩm do chính tay các em nhỏ cùng bố mẹ làm ra đều được sử dụng cho đêm phá cỗ trông trăng. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo hình thức có thể chưa được bớt mắt như mua ngoài hàng. Những chiếc đèn ông sao đôi chỗ hơi sộc sạch nhưng lại chứa đựng biết bao niềm vui và cả niềm tự hào của những người thợ không chuyên Văn Phú Victoria. Và có lẽ cảm giác được cùng nhau chia sẻ chiếc bánh trung thu do chính tay mình làm nên, được rước đèn ông sao do cả tập thể góp sức tạo thành sẽ là ký ức ấm áp không thể nào quên với mỗi thành viên của đại gia đình Văn Phú Victoria. Với mong muốn đem đến cho các bé một cái Tết Trung Thu không chỉ vui mà còn giàu ý nghĩa, các cô chú trong ban tổ chức đã dày công xây dựng một chương trình nghệ thuật thật phong phú, đặc sắc với sự góp mặt của nhiều thế hệ cư dân Văn Phú, từ câu lạc bộ người cao tuổi đến lớp trung tuổi và cả các nghệ sĩ nhí. Các thiên thần nhỏ cũng hiểu hơn về sự tích Tết Trung Thu qua vở nhạc kịch vui nhộn Giải Cứu Chị Hằng, Đón Trăng Cùng Muôn Thú. Do đoàn nghệ thuật Sơn Ca biểu diễn, hấp dẫn không kém là các trò chơi tập thể và cuộc thi chung sức, cả nhà cùng nhau tô tượng, chơi truyền, ô ăn quan, xếp gỗ, thi nhảy dây, thi dạo hội hóa trang, chủ đề trăng rằm. Cùng nhau làm, cùng nhau chơi, cùng nhau chia sẻ niềm vui, tiếng cười, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm càng nồng đượm. Đứng nơi đây hòa trong không khí ấm áp rộn ràng lan tỏa, tôi có cảm giác Tết Trung Thu Văn Phú Victoria không chỉ là Tết trông trăng mà còn là Tết Trung Thu cho đoàn viên.